Đấy, hôm nay thì đang lắp chiếc xe Hyundai 110XL nhá, SL XL rồi 75S. Hai gương vuông bé, một gương tròn. Đấy. Hai gương vuông bé và một gương tròn. Đấy, các bạn bắt cửa tháo ra bắt đều bên ngoài. Đấy, các bạn bắn vào đi này xong luôn, không cần chế xáo nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Hàng chuẩn chỉ 100% hàng thay thế. Hàng xịn theo xe luôn. Đó, cho các bạn công cho mình. Đấy, anh em thấy không? Anh em nhìn mắt vào đây. Đó, thế là xong. Đây. Gương vuông bé thì các bạn có thể xoay 460 độ, 360 độ luôn, ngang dọc các kiểu thì tùy anh em thôi, anh em bắt một đôi. Hai con bé và một con tròn, đấy là cái bộ gương mà mình hay bán cho chiếc xe Hyundai HD cả 110SL XL. Đấy, xe thì mới đét, em trai chạy được chuyến đầu tiên. Qua làm luôn ba cái gương hỗ trợ điểm mù anh em. Nhanh mà em, nhanh không mà, mấy cái này đơn giản mà. Mấy cái này thì đáng bao nhiêu phút thôi em. Yên tâm chắc chắn luôn, đúng chuẩn chỉ luôn. Còn gì đâu em? 750 của em thôi. Súng tiền. Ok, bánh 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 đúng không? Bánh bánh. Đây đây rồi. Xe con này mới lấy đúng không? Vâng, em mới lấy này. À, anh có cái hai cái miếng phản quang chỗ bể bước chân ví dụ có 200 của em nữa, 200 của em nữa là 950 em ơi. À, led luôn. Về em dán keo thôi. Ừ, dán keo thôi. Keo một là keo silicone, hai keo con chó, hai keo đấy là em dán ok.